Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải Miền Đông tiếp tục gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay, có ý nghĩa để cô chú anh chị thưởng thức và chia sẻ. Và trước khi vào câu chuyện, tôi không quên chúc cho quý vị các bạn gần xa một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Giờ đây, tôi kính mời quý vị và các bạn hãy theo dõi và lắng nghe chi tiết về câu chuyện này. Hà quyết định cưới vợ mới vào đúng 49 ngày của vợ cũ. Nhà Hương bố mẹ đau đớn làm lễ 49 ngày khóc thương cho con gái, thì bên nhà Hà nhà cưới linh đình đón dâu. Hồi Hà làm đám cưới với Hương, cả làng đã xì xào: thằng Hà cưới con Hương thì chắc chắn là vì tiền rồi, còn vì gì nữa. Bố nó có 5 cái xe tải cơ mà, trong khi con Hương lại bị khuyết tật ở chân, đi lại không dễ dàng gì, mà thằng Hà lại đẹp trai người người ra như thế. Không như tôi thấy hai đứa chúng nó cũng bén hơi nhau lắm mà. Nếu thằng Hà thương con Hương thật lòng thì mừng cho nó. Bọn đàn ông bây giờ rặt một lũ sống lợi dụng, thế nên tôi chẳng tin vào cái thứ gọi là tình yêu của chúng nó đâu. Để rồi xem. Nhưng mà ai nói gì thì nói, Hương vẫn xin bố mẹ bằng được cho lấy Hà. Bố mẹ Hương cũng thấy anh chàng lái xe yêu thương con mình thật lòng thì cũng vui mừng gả con cho Hà. Thậm chí cưới xong, ông bà còn cho hai vợ chồng luôn một cái xe tải cùng với một mối hàng để làm ăn. Thời gian đầu thì Hương đi theo Hà để thu hàng, sau đó vợ chồng đổ cho đại lý. Thấy Hà chăm sóc vợ tận tình thì lúc đó ai cũng nghĩ họ yêu nhau, thương nhau thật, chứ không phải Hà lợi dụng vì tiền nữa. Nhưng rồi được 2 tháng như vậy thì sức Hương yếu nên không chịu được những chuyến đi xa. Hà bảo vợ: hay em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi đưa hàng rồi ghi chi tiết cụ thể về mang tiền cho em quản lý. Em tin tưởng anh mà, anh cứ yên tâm mà đi giao hàng, em ở nhà đã có bố mẹ lo cho rồi, không sao đâu. Lần ốm đó của Hương tưởng qua nhanh nhưng lại là trận ốm quá khủng khiếp. Bệnh tim của Hương tái phát khiến bố mẹ cô phải đưa cô nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Và rồi Hà đang đi lấy hàng được nhà vợ gọi về gấp: vợ anh đang không qua khỏi. Trước khi rút hơi thở cuối cùng, Hương đã nắm chặt tay Hà: qua dấu đầu của em, hãy cưới vợ cho hồn em được siêu thoát anh nhé. Em yên tâm, anh sẽ không lấy vợ đâu, anh sẽ để tang em suốt đời. Nhìn cảnh Hà vật vã trong đám tang vợ thì không ai cầm được nước mắt. Thương cho phận Hương quá mỏng, cặp đôi đang hạnh phúc thì sớm phải chia lìa nhau. Sau đám tang của Hương, bố mẹ Hương muốn đem ảnh thờ của con gái về nhà thờ vì nghĩ con rể còn trẻ sẽ đi bước nữa. Nhưng Hà khăng khăng giữ lại, bảo anh có trách nhiệm thờ cúng vợ mình. Con chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình đâu bố mẹ ạ. Con còn lâu mới quên được vợ con. Ấy vậy những lời nói gió bay, mới được nửa tháng người ta đã thấy Hà đèo cô gái nào đó vào nhà nghỉ rồi. Thậm chí họ còn bắt gặp nhiều lần Hà ngang nhiên chở cô ta trên chiếc xe tải mà bố mẹ vợ cho khi trước. Nhiều người lại chỉ tai nhau: giờ thì lộ rõ mặt nó ra rồi còn gì nữa. Ai cũng bảo nó lấy cái Hương vì thương cái Hương. Có mà thương của bố mẹ vợ thì có. Chắc nó cũng biết con bé bệnh tật chẳng sống được mấy nữa nên mới quyết định cưới vợ mới. Giờ cái xe tải ấy làm sao bố mẹ vợ đòi lại được, vì là của hồi môn cho hai vợ chồng nó mà. Vợ nó chết thì đương nhiên nó được hưởng. Và rồi cuối cùng ngày đó cũng đến. Hà quyết định cưới vợ mới vào đúng 49 ngày vợ cũ.
Nhà Hương bố mẹ đau đớn làm lễ 49 ngày khóc thương cho con gái, thì bên nhà Hà nhà cưới linh đình đón dâu. Thực ra cái chết của Hương là do bàn tay của Hà nhúng vào, nhưng chỉ có trời đất và quỷ thần biết thôi, chứ làm sao ai biết được. Lấy Hương là Hà đã tính toán kỹ hết rồi, chứ một thằng nghèo kiếp xác như anh biết khi nào mới có con xe tải to vật vã và cái nhà hai tầng như thế này. Đêm tân hôn, vợ lên phòng ngủ trước, Hà còn tiếp mấy ông bạn tới muộn. Cho tới hơn 11 giờ, Hà mới mò mẫm lên phòng trong tình trạng ngập ngưỡng. Vợ đã chùm chăn đi ngủ trước, nhưng Hà thì vẫn muốn tân hôn. Đây mới là cô gái mà anh muốn cưới từ ngày trước. Nhưng lúc đó anh không có tiền cưới vợ nên đành phải lấy Hương để nhà vợ lo cho hết. Hà hí hửng lập tấm chăn trên người vợ ra, nhưng rồi cảnh tượng trước mặt khiến Hà kinh hãi tột cùng. Vợ nằm trên giường với bộ đồ ngủ trắng toát, tóc tai rú rợi. Nhưng khủng khiếp hơn, khuôn mặt lại không phải là mặt vợ, mà mặt là của Hương. Ma, trời ơi ma, Hương ơi, em tha cho anh, em đừng có về đây oán anh. Anh xin lỗi đã gây ra cái chết cho em. Anh hứa sẽ hương khói đầy đủ cho hồn em siêu thoát mà. Anh thừa nhận giết tôi. Anh tưởng mưu kế của anh thành công đúng không? Nhưng anh nhầm rồi. May mà tôi tỉnh nên hôm nay tôi về đây đòi nợ. Anh xin em tha cho anh. Hà vẫn nghĩ người nằm trên giường là hồn ma vợ cũ, mà không ngờ rằng đó chính là Hương, bằng xương bằng thịt. Nắm thuốc mà Hà mua cho vợ mang về bảo Hương uống khi cô bị cảm, có cả thuốc mà bệnh tim của cô không được uống. Hương đã định uống rồi, nhưng đúng hôm đó có một cô y tá gần nhà sang chơi, thấy đống thuốc đó nên phát hiện ra nói cho Hương biết. Lúc này Hương mới ngờ ngờ về chồng. Vì lúc anh đi mua thuốc, Hương có kể rõ bệnh cho chồng biết rồi, nên cô quyết định bàn với nhà mình diễn một màn kịch, và Hà đã sập bẫy. Đừng tưởng nuốt trọn con xe tải và căn nhà này nhé, ra tòa cho nó nhanh. Với lại báo cho anh một tin buồn, bố và anh em nhà tôi đã quyết định gặp anh ở ngoài đường, là cho anh tới số luôn. Liệu mà giữ mình nhé. Hà run cầm cập, lúc ngước mặt lên thì Hương đã đi từ lúc nào rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mong đây là một câu chuyện hay, đầy thú vị để gửi tới cô chú anh chị trong và ngoài nước. Chúc cho quý vị và cô chú anh chị luôn bình an và mạnh khỏe. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.